2, 1. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, uống cùng Rap Việt. Lays, snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, phiếu cùng Rap Việt. Cho Masita, là bên trên đường đua càng thắng càng thua, còn nơi thị phi càng nói càng thua. Như là cua càng bé càng to, còn ngang thật ngang lời nói vòng vòng. Sao lời kia lại khiến buồn tiêu thành đống tàn cho? Ta nào chi tiền với lời ra nên lời làm sao đừng khiến lòng lo. Sĩ và thịt khí bằng lặng im. Không. Đúng tim. Chúng ta không biết một cái câu. Biết một quá nhiều nhưng không biết ta thường. Tìm lửa người chi để đàn gánh xương vai. Vì tháng từng thế nào cũng phải có quá khứ. Mà thòi được ở nào cũng phải có tương lai. Say cho Masita, ta know what he say cho Masita. Ta know what she say cho Masita. Có khởi động hả chị? Nope. Em không đồng tình bỏ cái này lên sân khấu. Mình đang thế. Chưa có em. Này là C-Chen phải dạy rồi. Cái khúc hồi nãy C-Chen làm điệu nghệ hơn. Cái đó là cái cuối bớt là những cuộc trình trạng. Không. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V-Channel. 3, 2, 1. Tàn quá. Chị. Đứng lên quên lời. Sao mình phải đen từ chim bà đà. Chưa biết lắm về như thế đừng có sao ta. Biết mà là ác ý có cái đắc chí. Khi học thấy bản thân anh đã bị vướng ở những drama. Có những người họ không phép về bài nhạc. Anh để anh chết tiếp bước xa xa. Cư dân đang có phím lạnh cạnh khi họ nghĩ anh đã bị tạch tạch. Họ chỉ biết ngồi phê phán. Dù không biết tuổi về quán. Tại anh rổ gạch và chi chán. Anh nhặt anh mang về quê bán. Biết được đón con là sai nè. Ai chẳng muốn được yên em trái nè. Đâu kẻ biết phải đi về đâu nè. Đi một sẽ có mái về sau nè. Xã hội lành để mà lói. Đừng kỳ thi y người đâu hói. Bốc anh chất đây đừng cố gắng soi. Em là cừu non anh là sói. Để khuyên em ngất. Thế thì cất. Từ khi mà đã chất phát ngất. Nó thấy còn có phát sát đất. Drama. Là bên trên đường đua càng thắng càng thua, còn nơi thị phi càng nói càng thua. Như là cua càng bé càng to, còn ngang thật những lời nói vòng vòng. Không là bom mà sao lời kia lại khiến phùng tim thành đống tàn trò. Ta nào chi tiền với lời ra nên lời lại làm sao đừng khiến lòng lo. Xíp vào thị phi bằng lặng im, xử phạt thị phi bằng cắm thâu. Chói lại và nhốt vào quảng tim, chủ chỉ tâm thức vào quán không. Biết người quá nhiều nhưng không biết ta hư. Tìm lỗi người chi để nặng gánh xương vai. Vì thánh thân thế nào cũng phải có quá khứ. Mà tạo đường ở nào cũng phải có tương lai. Biết là hết sức cách thức để nếp sầu bi. Không đúng sống đúng chống với tên là mép cầu kỳ. Những lời ác ý tâm phải tĩnh lặng. Vì không chỉ cả thiên thần ác quỷ là những cuộc tranh cãi bất hạnh. Đó là vì ai để cuộc sống em đây sự khắc nghiệt. Hồi đó làm gì sai em không chắc gì sẽ xảy ra ngày mai. Nhưng không quan tâm vì đây là cách khiến cho con em thêm nhiều ai. Đừng go up vẫn lên trên cao để khi nào đâu có thể khiến bản thân của ta down. Gọi em là crazy drama queen vì em là ngôi sao. Đâu phải tự cao gia nghiệp tin tâm người đời muốn em trừ hao. Không sao đâu mà vì chính em đây là D-O-A-M-A-S Put your hands up. Look. Mamacita, gaba, that, gaba, that. Yo, what they say, Mamacita, gaba, that, gaba, that. Yo, what he say, Mamacita, gaba, that, gaba, that. Yo, what she say, Mamacita, gaba, that, Mamacita, gaba, that, Mamacita. Mamacita. Yeah. What? Mamacita. Yeah. Wow. Wow, wow, wow. Mamacita là gì? Là loại từ Mamacita nhưng mà đổi chữ M chữ R. Nhưng mà nghĩa là gì? Nó không có nghĩa. Không. Có nghĩa là không nghĩa nó quan trọng. Có nghĩa là nó còn quan trọng gì nữa. Sau bài này nó mới bắt đầu có nghĩa. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V-Channel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa, Thảo, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không có nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái góc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được năm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V-Channel.